Sau thất bại trước Khabib Nurmagomedov hồi năm 2018, Conor McGregor đã ra sức kêu gọi một trận tái đấu. Màn tái xuất ấn tượng ở UFC 246 vừa qua là cơ sở để người hâm mộ McGregor kỳ vọng vào màn phục thù của võ sĩ người Ireland trước Đại Bàng Nga. Tuy vậy, dưới góc nhìn của nhà vô địch light heavyweight John Jones, gã đi UFC không có nhiều cơ hội được chiến thắng trước Khabib. Võ sĩ có khả năng vật tốt như Khabib đủ sức khuất phục đối thủ trong mọi trường hợp. Dù thế nào đi nữa, trận đấu cũng nghiêng về phía Khabib. Conor McGregor cũng có tỷ lệ thắng nhất định, nhưng nếu phải cá cược, tôi sẽ đặt cược thắng vào Khabib. Được biết sau khi kèo đấu với Tony Ferguson lần thứ 5 bị hủy bỏ, Khabib đã lên kế hoạch trở lại vào tháng 9. Trong danh sách những cái tên mà Khabib muốn chạm trán, không có sự xuất hiện của Conor McGregor, nhà vô địch lightweight từng nhiều lần khẳng định không hứng thú với việc tái đấu với gã điên UFC. Ngày 28 tháng 6 năm 1997, Mike Tyson gây ra một trong những bê bối lớn nhất lịch sử quyền Anh với cú cắn vào tai của Evander Holyfield ngay trên sàn đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, một nhân viên của MGM Grand đã phát hiện ra mảnh tai của Holyfield trên sàn đấu. Anh nhặt nó bằng găng tay cao su và đi thẳng đến phòng thay đồ của Holyfield. Đội ngũ của Holyfield quấn mảnh tai vào găng tay cao su, đặt vào thùng đá với hy vọng bác sĩ phẫu thuật có thể gắn nó lại. Một cách bí ẩn, mảnh tai của Holyfield đã biến mất trên chuyến xe cứu thương. Các bác sĩ đã thực hiện một quy trình phẫu thuật kéo dài 90 phút, bao gồm 8 mũi khâu, nhưng không thể gắn lại phần tai còn thiếu. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ tung tích mảnh tai của Holyfield. Dù chưa có vaccine cho Covid-19, song các nhà tổ chức quần vợt đã lên kế hoạch bắt buộc các vận động viên phải tiêm phòng. Phản ứng trước thông tin này, Novak Djokovic đã lên tiếng phản đối. Cá nhân tôi phản đối việc tiêm chủng và tôi không muốn ai đó ép buộc tôi tiêm chủng vaccine phòng ngừa Covid-19 trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu. Nếu điều đó là bắt buộc, tôi sẽ cân nhắc. Một yếu tố nữa cần được bàn đến là hiện tại chúng ta chưa có vaccine và cũng không chắc là thời điểm nào vaccine được đưa vào sử dụng rộng rãi. Theo dự định ban đầu là quần vợt sẽ trở lại vào tháng 7. Tuy vậy, kế hoạch này có phải thay đổi trước diễn biến khó lường của đại dịch. Hợp đồng hiện tại của Sebastian Vettel với Ferrari sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2020. Trong những năm qua, tay đua người Đức không đáp ứng được sự kỳ vọng của đội đua Ý. Ở mùa giải năm ngoái, Sebastian Vettel còn xếp dưới cả Charles Leclerc trên bảng xếp hạng. Vì lẽ đó, cựu tay đua của Red Bull không còn quyền tự quyết trên bàn đàm phán gia hạn hợp đồng. Theo La Gazzetta dello Sport đưa tin, Ferrari chỉ muốn gia hạn 1 năm, kèm theo mức lương không quá con số 11 triệu bảng. Nếu Sebastian Vettel từ chối lời đề nghị này, Ferrari sẽ nhắm đến ba cái tên thay thế là Daniel Ricciardo, Carlos Sainz và Antonio Giovinazzi. The Last Dance, phim tài liệu về huyền thoại Michael Jordan, đã tạo ra một cơn sốt thực sự với những người yêu mến trái bóng cam ở khắp các châu lục. Sau Michael Jordan, nhiều khả năng Kobe Bryant sẽ là nhân vật tiếp theo được lên sóng trong loạt phim tài liệu tương tự. Theo đó, John Allen, bình luận viên nổi tiếng của Los Angeles cho hay, Kobe Bryant luôn được thắp tùng bởi một nhóm phóng viên qua hai mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp. Nhóm phóng viên này được cho là người của nhà làm phim Gotham Chopra. Được biết Chopra từng đảm nhận trọng trách đạo diễn, giám đốc sản xuất của phim tài liệu Kobe Bryant News. Với mong muốn gây quỹ hỗ trợ cho NHS, dịch vụ y tế quốc gia Anh Quốc, ban tổ chức Premier League đã quyết định tổ chức giải đấu eSports FIFA 20 với tên gọi The ePremier League Invitational Tournament. Bên cạnh các tuyển thủ eSports khách mời, sự kiện ePremier League quy tụ khá nhiều những cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu như Trent Alexander-Arnold, Raheem Sterling hay Wilfred Zaha. Theo lịch thi đấu, Trent Alexander-Arnold sẽ giành vé vào tứ kết với nam ca sĩ Tom Grennan, người sẽ điều khiển Manchester United. Ở các trận còn lại, Raheem Sterling đối đầu với Wilfred Zaha, Chris James chạm trán với Andre Gomes, trong khi đó Musa Sissoko sẽ tái ngộ Newcastle, câu lạc bộ được dẫn dắt dưới bàn tay của tiền vệ Christian Asu. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên Sky, Facebook và YouTube. T1 và Dragon X bước vào cuộc đối đầu sinh tử cho tấm vé vào chung kết LCK mùa xuân 2020. Ván đầu tiên, tình huống tỏa sáng của Faker với pha cướp Baron đã giúp T1 lật ngược Taker. Kana dịch chuyển đúng lúc, quét sập ở hình của Dragon X với Baron và linh hồn rồng đất. Nhà đương kim vô địch không gặp khó khăn để khép lại ván đấu sau 35 phút. Sang ván 2, đội hình gì của Dragon X gây khó khăn được T1 ở giai đoạn đầu trận. Bên phía T1, Kana có màn thể hiện ấn tượng, liên tục gây áp lực ở khu vực đường trên. Sau khi có đủ trang bị cần thiết, T1 áp đảo đối thủ các tình huống giao tranh cuối trận, qua đó nâng tỷ số lên 2-0. Sang ván 3, Dragon X kiểm soát hoàn toàn bản đồ để rồi bóp nghẹt T1 sau 35 phút. Tuy vậy, đó cũng là tất cả những gì Dragon X có thể làm được trước T1 khi nhà đương kim vô địch giành thắng lợi thuyết phục ở ván 4. Với kết quả này, Faker cùng với những đồng đội của mình đã giành quyền vào trận chung kết để gặp Genji.